Thông thường mỗi năm, lan hồ điệp sẽ nở vào khoảng cận dịp Tết Nguyên đán. Chính vì thế, những ngày cận Tết, các chủ vườn tại Đà Lạt rầm rộ mang hoa ra Bắc để bán. Theo ghi nhận của phóng viên tại sân vận động Mỹ Đình, nơi các nhà phân phối cung cấp lan hồ điệp lớn nhất miền Bắc, hiện tại các chủ cửa hàng đang tất bật cắt tỉa, ghép cành để tạo nên những tác phẩm đẹp, độc lạ nhằm phù hợp với nhu cầu của khách hàng cho những ngày cận Tết. Lượng khách nó sẽ giảm đi một phần, không đáng kể. Ở đây cũng chưa phải là vụ chính cả. Chưa xác ngày đến ngày người ta đi mua hoa nhiều nên lượng khách nó sẽ giảm đi. Trong khoảng tầm giá, phân khúc giá ở đây thì sẽ chia ra làm 3 phân khúc. Phân khúc thì bình dân, từ bình dân đến phân khúc thấp tiền. Và hàng thấp nhất bên em nó khoảng rơi khoảng tầm từ 8 triệu đến 12 triệu. Còn trung bình thì nó rơi khoảng tầm trên 40 triệu. Còn phân khúc cao nhất của em là trên 200 triệu. Được biết, loài hoa lan này có mức giá dao động từ 8 đến 10 triệu đồng. Còn đối với các chậu hoa lan mang tính nghệ thuật, làm theo yêu cầu của khách hàng thì có giá lên đến 200 triệu đồng. Hiện nay, lan hồ điệp có rất nhiều kiểu dáng và màu sắc phong phú được khách hàng ưa chuộng như hoa lan hồ điệp trắng, hoa lan hồ điệp vàng, hoa lan hồ điệp tím, hoa lan hồ điệp hồng. Ngoài ra còn có hoa lan hồ điệp đốm. Hoa lan hồ điệp có thể sử dụng trong 2 đến 4 tháng. Trung bình, tuổi thọ của một cây hoa lan hồ điệp là hơn 10 năm.